Ông bà và anh chị em rất thân mến. Chúng ta đang sống trong một xã hội với nhiều thay đổi đến chóng mặt. Công nghệ từng bước đổi thay, văn hóa cũng bị bào mòn. Con người cũng như đang bị cuốn vào vòng chạy ấy. Trong các mối tương quan của con người và ngay cả trong đời sống hôn nhân gia đình. Hôm nay chung thủy, ngày mai chia tay. Con người là như thế đó còn thiên chúa của chúng ta thờ ngài có thay đổi như thế chăng trong lịch sử cổ ước và nhất là qua bài đọc một của sách samuel chúng ta không khỏi thắc mắc phải chăng thiên chúa đã hết yêu thương che chở dân người như lời người đã hứa với họ chăng vì trong cuộc chiến đấu với dân ngoại họ nài vào sự hiền diện của chúa họ tin tưởng và hy vọng vào quyền năng và sức mạnh của chúa nên họ đã đưa hòm bia giao ước từ silo đến giữa họ để thiên chúa cứu họ thế mà cuối cùng dân israel vẫn phải chịu bại trận và hòm bia cũng rơi vào tay quân địch phải chăng thiên chúa không còn che chở và bảo vệ dân người nữa cộng đoàn thân mến Thật ra Thiên Chúa muốn dùng biến cố đó để thức tỉnh lòng dân trong dân tộc Israel. Vì đối với họ, Thiên Chúa không phải là một đứng họ tôn thờ, không phải là đích điểm của cuộc đời họ. Mà họ xem Ngài như là một phương tiện để cứu họ khi họ cần. Thiên Chúa của lòng xót thương thật ra đã được đã được tỏ lộ nơi Đức Giêsu qua thánh sự mát cô thuật lại trong câu chuyện tin mừng hôm nay chúa giêsu đã đồng lòng thương khi người bị bệnh cùi đến van xin và quỳ xuống thưa nếu ngài muốn ngài có thể khiến tôi nên sạch Người đã không ngần ngại đặt tay lên người cùi, một hành động mà người Do Thái không bao giờ làm vì sợ bị ô uế rồi người cứu chữa người cùi ngay lập tức qua lời nói Tôi muốn anh hãy khỏi bệnh Đó là hành động và lời nói của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và uy quyền Một vị Thiên Chúa không ngần ngại đụng chạm và chữa lành Khi con người thật sự cần đến người Ông bà và anh chị em rất thân mến Con người sống với nhau thì có lúc này lúc khác nhưng Thiên Chúa thì luôn trung thần và yêu thương con người. Dù đã nhiều lần nhiều cách con người trách Chúa, hỏi Chúa đang ở đâu khi biết bao nhiêu là khó khăn thử thách xảy ra trong đời. Chúa ở đâu khi cơn đại dịch ập đến? Nhưng con người quên mất, Chúa luôn đồng lòng thương, Chúa đau nỗi đau, Chúa buồn nỗi buồn của con người. Ngài vẫn luôn ở cùng và bước đi với con người. Nếu con người không quá lo lắng mà đặt trọn niềm tính thác vào Ngài. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận ra Chúa không phải là một phương tiện tạm thời Chỉ xuất hiện khi chúng ta cần, khi chúng ta muốn Chúa luôn ở cùng tất cả mọi người biết nhận ra Chúa Không phân biệt công giáo hay là ngoài công giáo hơn thế nữa Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cũng biết Động lòng thương như Chúa Để sẵn sàng dùng lời nói Và hành động Mà cứu chữa anh chị em chung quân Một lời hỏi thăm Một lời an ủi Một hành động sẽ chia Tuy là nhỏ bé thôi Nhưng cũng đủ để làm ấm lòng nhiều người Nhất là những người đang rơi vào tuyệt vọng ước mong sao mọi người chúng ta luôn biết yêu thương như Chúa đã yêu để chúng ta mãi sống trong tình Chúa và tình người. Amen.